Rất nhiều anh em đã thay đổi được cuộc sống sau một thời gian ngắn. Ít thì mua iPhone SH, nhiều thì mua nhà mua xe. Mỗi ngày chỉ cần 30 phút đến 1 tiếng online là nghỉ. Nhóm thì chơi trên Telegram, kín đáo, không sợ quân triều đình bế đi. Wow, xung quanh toàn là cá ấy. Bán cá tặng 100 nghìn đồng, bán cá tặng 100 nghìn đồng. Bán cá chỉ tặng com, nhận miễn phí 100 nghìn chỉ bằng số điện thoại của bạn. Liên hệ chăm sóc khách hàng để nhận ngay 100 nghìn. Nhanh đến bán cá chỉ tặng com, bán tiền về cho mẹ nào. Những lời dụ dỗ chơi cờ bạc online xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội. Hết quảng cáo lại gọi điện mời chào. Đội ngũ cò mồi của nhà cái bủa vây khắp nơi, mở miệng ra là nói đạo lý. Sáng đua top, tối cầm ngay iPhone 14 Pro Max. Anh không 23 mà còn nghèo, khó sống lắm. Mỗi tháng hút 50 củ thôi, inbox miễn phí. Lời đường mật khiến cho nhiều người mờ mắt, mơ về cách thức kiếm tiền dễ dàng, không làm mà cũng có ăn. Thậm chí, đến mẹ bỉm sữa, người của nhà cái cũng chẳng tha. Mẹ bỉm nào muốn vừa ở nhà trông con, vừa muốn có thu nhập, ngày 100.000 đến 250.000 thì inbox em nhé. Những chiếc bẫy đã giăng sẵn, chỉ chờ con mồi. Từ quảng cáo trên mạng xã hội, những ai tò mò về cách kiếm tiền cờ bạc online đều bị rủ rê lập tài khoản cá độ và đánh bạc trực tuyến. Một khi con mồi đã sập bẫy thì khó mà thoát ra được. Vì thắng thì lại càng ham, thua thì còn thở là còn gỡ. Sau thời gian dài lần theo các đầu mối quảng cáo cờ bạc trên mạng xã hội, phóng viên Dân Việt phát hiện quy luật. Nhà cái sẽ vẽ ra hình tượng các cao thủ bắt cầu tài xỉu, chốt kèo sóc đĩa, phán kèo cá độ, chơi đâu là thắng đó, kèm theo những lời hứa miệng sẽ đưa anh em lên thuyền về bờ. Thế nhưng, mục đích chính lại là lùa gà, hòng moi sạch tiền của những con bạc đang khát nước. Ok nhá, win rồi em ơi. Win rồi. Hay quá anh ơi, anh ơi hay quá. Ok. Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ. Win rồi nhá. Kéo hay quá. Ừ, anh giúp thì mai cố gắng trả lợi nhá. Vâng, mai em sẽ chắc chắn em sẽ lên vốn theo nhóm theo anh ạ. Anh kéo hay quá. Và để con mồi tin, nhà cái lập hàng trăm nick Facebook ảo, tới tấp nhảy vào bình luận trên fanpage nhằm tăng thêm độ uy tín. Át có bảo hiểm cho mình đấy bác, tôi chơi chưa thấy át gãy kèo bao giờ hết. Chuẩn luôn, AD đúng đỉnh luôn, may mà anh em theo đúng người, không chắc ngọt quá. Át kéo đỉnh lắm anh em ạ, bắt cầu bao chuẩn xác luôn. Hôm qua bú ngọt mâm xỉu trận MU anh ạ, đỉnh luôn. Phóng viên theo chân dân chơi cá độ, kết nối với fanpage của nhà cái. Muốn vào nhóm kín của những cao thủ chốt kèo, người chơi phải nộp thêm 1 triệu đồng. Nạp xong tiền, nhân viên tư vấn đưa vào nhóm kín trên Telegram. Số lượng hơn 120.000 thành viên. Những người chơi trong nhóm VIP của nhà cái đã nạp số tiền không nhỏ vào trang đánh bạc và cá độ bất hợp pháp. Cứ thế, như thiêu thân, lao theo lời khuyên của các cao thủ chốt kèo, để rồi ôm hận, cay đắng. Như người chơi này, chỉ vì nghe theo lời khuyên của cao thủ, trong vòng một buổi tối đã nướng hết 200 triệu đồng. Kèo ăn thì chẳng thấy, chỉ thấy thua tha, để rồi lâm vào cảnh nợ nần, phải trốn nợ đi biệt tăm. Theo các chuyên gia, ngày càng xuất hiện nhiều hình thức cờ bạc online, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhiều người chỉ tò mò, thấy có vẻ dễ ăn, để rồi sập bẫy lúc nào chẳng hay. Người đánh bạc, đặc biệt là những người có độ bóng đá trong các kỳ cuộc, có những sự kiện thể thao lớn trên thế giới đấy, thì đều đứng trước nguy cơ là bị thua đấy, tuy nhiên là người ta cũng rất là ham. Cũng trong quá trình điều tra, từ một nhóm kín của nhà cái, phóng viên Dân Việt kỳ công tiếp cận được một số người chơi đã chót xa chân, lún sâu vào trò tài xỉu online. Hệ quả ném sạch tiền của vào những ván bạc đỏ đen, của nả lần lượt đội nón ra đi theo những lần chơi, càng chơi càng mất, nợ nần chồng chất, để rồi phải lâm vào cảnh phải bỏ nhà bỏ xứ đi trốn nợ biệt tăm.